sau cơn mưa khoảng 2 tiếng á, thì ở trước nhà đào nó ngập như vậy nè ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú anh chị đang xem kênh Đạo Dương. Chúc ông bà cô chú anh chị ngày mới nhiều sức khỏe nha. Hôm qua thì con đào đòi ăn thịt vịt kho gừng á ông bà cô chú, nên hôm nay đào sẽ mua vịt về kho gừng nha. Và sẽ nấu canh canh mướp với bồ ngót nha ông bà cô chú. Ông bà cô chú theo dõi video của Đào cho vui nha. Sáng Đào có mua một gốc tư vịt, miếng gừng, mướp với bồ ngót nha. Giờ Đào sẽ đi lặt rau và rửa vịt nha. Mướp này rất là non, nhìn ngon quá ông bà cô chú. Để khử mùi hôi của vịt thì Đào có cho vô xíu muối nè, xíu rượu và gừng. Cho thêm xíu nước vô mình ngâm, sau đó Đào sẽ lấy miếng gừng Đào chà sát ở bên trong và bên ngoài của con vịt để nó khử mùi tanh. Sau khi tắm rửa cho vịt xong thì Đào sẽ rửa lại thêm 2-3 nước nữa cho nó sạch. Đào sẽ bắt cái son nước lên để nấu canh trước. Tranh thủ ướp vịt cho nó thấm rồi mình mới kho nha. Đào sẽ cho vô đây bột niêm, bột ngọt nè, tiêu, nước mắm. Ai ăn cay thì cho thêm tương ớt. Rồi trộn đều lên cho vịt thấm gia vị. Tới khúc này Đào thấy thiếu gì á, thì ra là Đào quên cho hành tỏi băm vào. Ướp cái này thêm thì thịt vịt nó mới thơm. Thịt xay này đã ướp rồi, dùng để nấu canh. Đây là cách nấu quen thuộc của Đào nè. Nước sôi rồi Đào sẽ cho thịt vô quậy cho nó ngọt nước ông bà cô chú. Trong thời gian chờ đợi canh sôi thì Đào sẽ đi sắc một ít gừng để hồi kho. Gừng này thì Đào sẽ sắc sợi nhỏ nhỏ như nè, bầm thêm một ít hành tỏi nữa. Đối với món kho thì Đào sẽ thắng đường làm nước màu nè. Khi nào đường nó chuyển sang màu cánh gián như vậy là được rồi nè. Rồi để bắt đầu Đào cho gừng với hành tỏi vô, xào cho nó thơm. Hành tỏi cũng đã vàng rồi nè, bây giờ Đào sẽ cho vịt vô xào nha. Do thịt vịt Đào đã ướp trước rồi nè, bây giờ Đào xào cho nó săn lại, cho nó thấm gia vị á. Quay qua nồi canh cũng đã sôi rồi nè, Đào nêm nếm. Đào sẽ cho mướp vô trước. Mướp chín rồi á, thì Đào sẽ cho bột ngót vô. Bột ngót mình dò cho nát như vậy rồi mình hả cho vô nha. Cuối cùng là cho thêm miếng nước mắm cho nó thơm. Rồi cho hành lá vô. Vậy là đã xong được nồi canh rồi. Quay qua cái nồi kho gừng thì nó cũng sắc xuống thấm rồi nè. Bây giờ Đào sẽ cho nước vô nha. Cái này mà có nước dừa cho vô thì nó sẽ rất là ngọt nước nha. Nhưng mà Đào không có thì Đào cho nước lọc cũng được. Rồi cho thêm miếng gừng vô cho nó thơm. Thịt vịt cũng gần chín rồi. Bây giờ Đào sẽ nêm nếm lại cho vừa ăn. Do chồng Đào đi làm chưa về đó, Đào kho như vậy là được rồi nè. Khi nào ăn thì Đào sẽ hâm lại nữa. Bây giờ Đào sẽ cho con Đào ăn cơm trước nha. Con Đào rất là thích ăn món thịt vịt kho gừng nè. Có thêm rau câu chán miệng nữa nè. Cho con Đào ăn xong thì chồng Đào cũng về rồi. Đào sẽ hâm đồ ăn lại cho chồng Đào ăn nha. Do trễ rồi chồng Đào gấp nên bới tô ăn luôn nè. Mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn với Đào nha.